Alo. Alo, xin lỗi, có phải bạn Phước ở Hòa Bình không ạ? Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của bạn liên quan đến vấn đề tâm lý. Mong được chương trình tư vấn. Hiện giờ có chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đang tham gia tư vấn ở chương trình. Bạn có muốn tham gia thời điểm này không ạ? Có. Vâng, bây giờ chúng tôi chuyên gia Đinh Đoàn đang ở trong phòng thu và chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn luôn nhé. Vâng. Bạn chia sẻ về vấn đề của mình đi ạ. Hiện tại bây giờ thì mình bị vô sinh đấy. Cuộc sống thì cũng đang chật vật kiếm chật vật làm việc thôi. Thì chẳng may thì gặp vấn đề đấy thì hầu như là mình chưa, tức là mình chưa có kế hoạch là lấy lập gia đình đấy. Thì như thế cũng cũng rất là sợ. Với lại gia đình cũng khó khăn. Thế nên là hầu như là mình hầu như không nghĩ được cái gì nữa, mình muốn được chuyên gia tâm lý khuyên mình làm những cái gì để có thể sống tốt hơn. Vâng, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay mình 28 tuổi. 28 tuổi. Bạn nói bạn chưa lập gia đình có nghĩa là bạn vẫn sống chung với bố mẹ chứ ạ? Vâng, vẫn sống chung với bố mẹ. Vâng. Thế cái mà bạn có nói đến là cái khó khăn ở trong cuộc sống của mình thì cụ thể cái khó khăn đấy là gì hả bạn? Mẹ thì mất sớm từ lúc 15 tuổi. Rồi sau đó thì Vâng. bố bị tật từ nhỏ, ông cũng từ nhỏ, bố bị tật từ thời thanh niên. Độ 18 19 đấy ông bị khuyết tật chân. Hầu như không lao động được nhiều, không làm được cái gì, giờ ông cũng nát rượu. Thế nên là gánh vác gia đình đè nặng lên vai mình rất là nhiều. Hầu Vâng. như thì cũng cố gắng, mẹ thì bố lấy vợ nữa, cũng sinh được bé nữa rồi, mà thì cũng là bé trai. Tóm lại là nếu mà tính ra người nối dõi thì vẫn còn, còn nối được lắm Thế đấy. Với là lại bố của thì bạn thì sau khi mẹ mất thì cũng đã có mẹ kế đúng không? vâng. Vâng, mẹ kế thì bây giờ cũng đã sinh được một em trai rồi, cho nên là về mặt nối dõi thì không phải là cái áp lực lớn về phía gia đình, dòng tộc đúng không ạ? Đúng không ạ? Alo. Vâng. Vâng, Vâng. đúng rồi. Rồi Nhưng chúng mà tôi mình cũng quan điểm của mình là cũng muốn lập gia đình, với cũng gì nhỉ, tiếp nối tiếp thế, cũng muốn sinh con đẻ cái tiếp nối tiếp những thế hệ tiếp theo. Nhưng bây giờ là gặp thế này rồi thì mình thật sự là mình không nghĩ được cái gì luôn đấy. Vâng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đã nghe câu chuyện của bạn và anh sẽ tư vấn cho bạn về trong tình huống này của mình, bạn nhé. Vâng, mời chuyên gia ạ. Rồi, anh chào em. Vâng, chào anh Đinh Toàn ạ. Em ở huyện nào? Ở Lạng Sơn, Hòa Bình. À, Lạc Sơn. À, có ở vùng cao lắm không? À, Có đấy, vùng cao đấy ạ. Lạc Sơn Cuộc cái sống vùng đi khó đi khăn đường Hồ lắm. Chí Minh rẽ Vâng. lên phải, ngược lên một tí thôi đúng không? Cũng gần. Này em 28 rồi đúng không? Vâng. Sức khỏe của em bình thường. Sức khỏe bình thường ạ. Em có làm gì không? Ngoài mình tức là công việc của mình là gì? Mình làm nương làm rẫy hay mình có đi làm công việc không? Nếu mà nói quá trình làm việc của mình thì mình cháu em thì học hết có ba thôi. Rồi. Sau đó thì cũng đi phụ hồ các kiểu, rồi sau đó thì khoảng một năm 2015 16 thì đấy cũng phải đi nghĩa vụ mất 2 năm. Rồi. 2 năm sau đó dừng, sau đó thì cũng đi làm xa Hà Đông làm. Thì làm ở tập thể thì chẳng may là bị, cũng chả có cơ hội hẹn hò gì cả. Chẳng may thì dính quai bị, thế là ấy, nó thẳng luôn đường dính quai bị cũng vô sinh luôn, cũng có đi chữa nhưng mà không được. Này, được rồi rồi, anh hiểu rồi. Em bảo Tóm là ra lại là nó đi. đen đủi lắm, Ừ, đen đủi lắm em ạ. bảo Như không là em bảo đi vâng làm ở Hà Đông xong rồi chẳng may dính vào quai bị là không chữa được. Này, sao lại chẳng may dính phải quai bị ở Hà Đông? Tức là làm sao, có đúng là quai bị không? có chứ ạ, bởi vì mình có biết, vì cũng biết quai bị vì có một người bị nhưng mà mình không biết. Rồi đó thì người ta bảo là đi ôi, tức là bị dính, tức là mình có triệu chứng là bị ôi, xong nay đi làm cảm thấy sợ gió thì đấy, quai bị rồi là giật mình về thì cũng chạy vậy, hầu như là trước ốm đau không biết đi bệnh viện như thế nào, cái cách đi bệnh viện như thế nào, nên là cứ lớ ngớ.
Thế nên là anh chậm quá, không biết là mình cũng có chữa được không? Dạ. Em có quan hệ tình dục với ai bao giờ chưa? Dạ, anh cũng có ít ạ, trước cũng có bạn gái ạ, nhưng mà có bạn gái. Thế có phải vì thế mà mình quan bị không? Lâu rồi. Sau đó thì cũng tức là mình đi nghĩa vụ thì không thì thôi, bị người ta nên là cũng chia tay luôn. Rồi. Vâng. Không, anh muốn hỏi là cái đợt mà mình đi ở Hà Đông, mình đi làm phụ hồ ấy, mình có gì ở bên ngoài không? À không. À, không rồi. Có đi gì cũng không, bởi vì làm việc bận rộn lắm, hầu như là 12 tiếng khắp nơi, để có tiền thì phải cố gắng thôi. Đúng rồi. Không có kinh nghiệm gì thì phải xác định như thế thôi. Bây giờ, bận rộn lắm thì anh rất muốn tập trung vào cái món mà em bảo quay bị, xong em đi chữa thầy lang nọ thầy lang kia, sao lại tự nhiên bị quay bị? Quay bị nó ở đâu em biết không? Em đau ở đâu? À, tức là mình bị di chứng quay bị với bị viêm tinh hoàn lên. Đó. Rồi thế thì để anh nói lại để xem em hiểu có đúng không nhá. Bệnh quai bị chính ra gọi nó là bệnh viêm tuyến nước bọt. Đây này, cho nên nó ở cái chỗ mà quai hàm của mình này là đấy nó có cái tuyến nước bọt và nó bị viêm tuyến nước bọt. Thế thì ngày xưa người ta chữa theo kiểu dân gian là người ta lấy cái quai của cái bị cói ấy, người ta nướng ở trên lửa cho nó nóng nóng xong người ta áp vào. Thế là người ta cứ gọi nó là bệnh quai bị, thì thật ra là bệnh viêm tuyến nước bọt. Thế nhưng mà nó lại có một cái biến chứng, tức là nếu không chữa được thì nó chạy xuống tinh hoàn. Không phải ai viêm bị quai bị cũng chạy, nhưng mà cũng có một tỷ lệ nhất định nó chạy xuống biến chứng thành viêm tinh hoàn. Mà viêm tinh hoàn chữa không kịp thì nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh sản. Em nói cái quá trình em đi chữa đi xem nào. Em có đi khám bác sĩ không? Bác sĩ, cái này không phải là bệnh nan y. Em có thứ hai đấy, bên em cũng nói là đi uống thuốc lá, thuốc lủng gì đấy. Sau khi bị bệnh rồi hầu như tiền mình dùng thì cũng hết đấy, đổ thì mình đi bệnh viện cũng hết đấy. Thì cũng không đi, hầu lâu là người ta cũng giữ tiền được khoảng gần một tháng rưỡi ạ, cho nên là chủ ấy, giữ tiền được khoảng một tháng rưỡi, vâng, một tháng rưỡi, cho nên là được tiền đấy luôn đi chữa, được có hơn 5 triệu thôi đi chữa, ông đi xe taxi các kiểu nữa, chi tiêu được cũng hết sạch. Cho nên là sau đó về nghỉ ngơi, về nhà nghỉ ngơi xong thì lại đi ra khu công nghiệp Bắc Thăng Long ngoài Hà Nội để làm. Rồi. Hiện tại cũng làm ở đấy 3 năm rồi. Ừ. Với lại cũng rồi nhá. Kết hợp với đi các khám chuyên khoa nữa thì các bác sĩ cũng kêu là cũng có thêm bệnh giãn thần kinh nữa. Bệnh giãn thần kinh thì cũng bệnh giãn thần kinh trái. Giãn thần kinh trái. Vâng. Rồi. Thế bệnh bệnh hết rồi, bệnh hết hai hòn ạ. Dạ vâng. Em bây giờ em sờ hai hòn em thấy nó có một bên to bên nhỏ, hai bên nó cũng teo teo lại bé bé hay là nó vẫn bình thường? Thì bên bị quai bị đấy thì kích thước bình thường nhưng mà nhu mô không đồng nhất. Rồi. Với lại có u nang ở đầu màu tinh. Thì hôm đấy tức thì viêm đấy, viêm màu tinh. Đúng viêm không? Màu tinh. Ừ. Vâng, bác sĩ kêu hôm siêu âm đầu tiên đi viện Bạch Mai. Ừ. Đó. Có bị viêm quai bị đi Bạch Mai đấy là bị siêu âm. Có bị viêm màu tinh. Có bác sĩ kê thuốc cho uống thì về quê. Hỏi bác sĩ phải nằm viện không? Không, cứ về quê thì về quê nghỉ ngơi, không hoạt động nhiều. Nghe bảo không hoạt động nhiều nên không hoạt động nhiều. Sau một thời gian thì cũng hết tiền ấy, sau đó đi ra cô bác Thăng Long, cô công nghiệp Bắc Thăng Long làm thì cũng có tiền ổn định hơn nên là cứ đi khám. Khám vì mình cũng rất là lo lắng, có tiền rồi nên cũng đi khám. Bác sĩ cũng kết luận em vô sinh rồi. Đấy. Em khám cái gì bác sĩ bảo là vô sinh? Và hôm ấy bác sĩ bảo là em làm gì? Dạ. Hôm mà bác sĩ kết luận em là vô sinh rồi ấy thì là bác sĩ em bảo em làm cái gì? Xét nghiệm sinh sản. Tức là tinh dịch đồ của đàn ông đấy. Với về số 0 hết. Rồi về đấy. Về số 0 hết. Thế. Thôi thế thì thế này. Cũng... đích cuối cùng thì anh muốn biết là em hiểu cái kiến thức về cái bệnh lý của em đến đâu, nhưng mà nghe em kể như vậy thì đúng là nó cũng ngắt quãng nhiều lần, nhưng mà em cũng đã đi đến đường cùng rồi, cũng đi khám đường rồi, cũng đi chữa rồi, cũng xét nghiệm tinh dịch đồ, đúng không? Tức là người ta cũng lấy tinh dịch của mình ấy, cái tinh mà mình xuất ra ấy, xong đi người ta soi, người ta đếm xem trong nó có còn con tinh trùng nào không, và người ta nói tất cả đều về số 0 rồi, đúng không? Vâng, vì nó đau tức quá nên cũng ta tiến hành mổ ở bệnh viện tại Hà Nội là bệnh viện Đại học Y.
cũng đang định đến Việt Đức, nhưng mà đại học y nó gần hơn nên là cũng đến đại học y để mổ để đỡ đau tức về cái vấn đề giãn. Là cũng đỡ đau tức hơn rồi, nhưng mà nói về khả năng làm bố thì mình hoàn toàn không thể khả năng làm bố được nữa. Rồi. Này thế, nếu mà đây có đòi thì nhỏ cực kỳ nhá. Tốn kém mình cũng không thể có được. Nếu mà có thì thật sự cực kỳ tốn kém, nghĩ là rơi vào hoàn cảnh này. Không phải là đối vâng, tượng để mà có bằng mọi giá đúng không? Mình làm vâng. Khó khăn. Thế nhưng mà các chức năng khác em có còn không? Em có ham muốn không? Dương vật của em nó có cương cứng được không? Khi mà dùng tay mình tự kích thích thì nó có lên không? Đêm ngủ sáng dậy lúc mà em buồn tiểu em thấy cái dương vật của mình nó có ngọng không? Và em có khao khát bạn gái không? Hay là chẳng nghĩ gì? Bây giờ thì bây giờ mình hầu như là lo lắng về hầu như cuộc sống thì phải lo lắng nhiều thứ quá. Với lại cũng dính nghiệp căn bệnh như thế này rồi thì hầu như nó cuộc sống nó kiểu như mình cảm thấy nó bế tắc. Hầu như là cũng chẳng nghĩ ngợi về những vấn đề đấy nữa. Ừ. Bởi vì mình bị áp lực nhiều quá, với mình cũng có bị căng thẳng bởi vì cũng áp lực về nhà bố bảo lập gia đình các kiểu. Với lại cũng như thế bố này nữa không? Thì bố với lại ở nhà thì nó thẳng là cái lứa này người ta ở quê ấy. Ừ. Cái lứa tuổi ấy thì người ta lấy vợ hết rồi, nó không lấy chồng hết rồi. Bây giờ có lấy thì những cái lứa nó khoảng độ 2000 thì người ta chê mình già. Rồi. Đấy. Thì ai bảo mình đó. Lấy vợ trẻ làm gì? Bây giờ thế này nhá, anh nói rất ngắn gọn, trong cuộc sống của em chưa có gì là bế tắc cả. Trời vâng. Ơi, em thôi thì em có cái chút gọi là không may về cái đường sinh sản, nhưng em còn chân còn tay, em nói nhem nhẻm, em ăn được, uống được, đi làm được, em hết xuống Hà Đông lại đi Bắc Thăng Long. Thế thì bây giờ ai bắt em ở nhà? Em vẫn có thể, việc đầu tiên là em bố em thì chưa già lắm, và hai nữa là đang nuôi em, cho nên là bố với em là ở với nhau được rồi, không phải là cần đến nỗi em ở nhà trông bố, mà trông mà không có tiền cũng chết, cho nên mình phải đi. Đi Nam cũng được, đi Bình Dương, Đồng Nai hay đi bất cứ ở đâu có khu công nghiệp hoặc là công việc. Em có thể đi theo đội xây dựng mà làm những công việc phù hợp như là phụ hồ hay là bê vữa gì đó. Hoặc là em đi làm công ty ở những cái công ty mà người ta tuyển dụng có những lúc mà hàng nghìn công nhân ấy. Vào người ta đào tạo sơ sơ, sau đấy thì em làm công nhân để đầu tiên là mình có tiền để nuôi sống bản thân. Rất nhiều bạn bắt đầu từ cái đó chứ. Tháng 7 triệu thôi, thế rồi ăn uống tận tiện kể cả nhà trọ nữa hết 3 triệu, còn tháng để ra được 4 triệu, thế là một năm cũng gom góp được vài chục triệu mua cái xe máy, thế xong năm sau lại mua ít chỉ vàng, xong rồi tích góp dăm 3 năm về sửa lại cái nhà. Trong quá trình mình đi làm ăn xa, thế biết đâu mình gặp được cô nọ chị kia. Bây giờ mình không tấn công nguyên để xác định những em 2000 làm cái gì cả, tuổi mình 28. Không nhất, phải, không phải là mình cái để đưa này nói tuổi đấy mình tức là cái lứa tuổi của mình là ở quê là không còn nữa. Không ai bắt em mình ở người quê. Dân tộc mình ra ngoài này thì các em dân tộc Kinh người ta cũng hay chê mình. Ừ. Cứ không tức là mình cũng không đồng không hợp nhau về quan niệm dân tộc cho lắm. Cho nên là cũng không hợp với mấy bạn người Kinh lắm. Thì ạ, anh ạ. Không. Cho nên là cũng quan điểm của em cũng lấy vợ ở quê thôi, gần quê thì cùng tham hiểu về dân tộc của mình rồi cũng có những cái lễ tục gì đấy cũng rồi. Theo truyền thống dân tộc của mình. Thôi được rồi. Với thế lại nhưng bây mà giờ việc đầu tiên là phải đi làm như để có nuôi sống bản thân và có tiền để có thể đáp ứng cái kỳ vọng của gia đình với mong mỏi của bố được nữa. Nói rằng là như thế. Bây giờ nhé, để anh nói thật ngắn gọn vì chương trình nó cũng không có dài. À, vâng. Em ơi, em bây giờ mình sống đầu tiên phải xác định sống cho mình đi. Mình phải có cái gì ở trong tay. Mình đừng có nghĩ rằng mình phải sống là được thực hiện cái nguyện vọng của bố là lấy vợ, đẻ đứa con, nuôi dõi tông đường hay là cái gì cả. Mà đầu tiên là phải bản thân mình. Mà bản thân mình thì trời cho còn sức khỏe, cho nên việc đầu tiên là phải đi làm việc để có thu nhập, để tự nuôi được mình. Phải có đồng ra đồng vào, có tích cái vốn. Sau một thời gian không nhất thiết là ngay ngày mai, tuần sau, vài ba bốn năm nữa em có không ở nơi làm việc để em có quay về thôn về bản, em cũng người ngợm được khỏe khoắn này, trông lại xe máy ngon lành này, lại cũng có được dăm 70 triệu để định là sẽ nuôi lợn mường, kinh doanh trang trại vịt hay là ngan gì đó, hoặc là trồng chè trồng đồi, mình có tí vốn. Thế là người ta thấy rằng là một cái người phụ nữ mà người ta muốn thương yêu mình ấy thì người ta phải nhìn thấy mình, nó phải có một cái gì để người ta tin cậy.
Thế còn thì em có thể lấy người người ta có chồng nhưng người ta dang dở, người ta có con rồi, hoặc là thậm chí người mà người ta không có nhu cầu sinh con, thôi thì gọi là nồi nào thì úp vào cái vung ấy. Thậm chí trong trường hợp của em ấy, nếu một chị nào mà chị 30 tuổi, thậm chí chị hơn em một đôi tuổi, chị đã có một đời chồng, chị đã có con riêng rồi, nhưng hiện nay chồng chị mất hoặc là chị ly dị chồng, em có thể đến người ta vẫn gọi là rổ giá cặp lại đi, xây dựng lại với nhau để có một cuộc sống gia đình ổn định cơ mà, đúng không? Cho nên mình đừng đừng có cứ cứng nhắc rằng phải thế này phải thế kia. Vâng ạ. Bạn Bố cũng bảo như thế, nhưng mà mình là alo. bố già, bây giờ ông bảo như thế, bây giờ chỉ có thân nước là như thế thôi Vâng. đấy, ông già ông bảo chỉ có nước như thế thôi, còn mình thì không thể chấp nhận được cái sự thật, mình đã phải mình có Vâng. thể chấp nhận được cái sự thật, mình phải làm như thế Vâng, chúng tôi rất đấy. chia sẻ với Vâng. cái tình trạng sức khỏe của bạn, và dẫn đến là một cái tâm lý nó sẽ rất là Thật sự là rất nặng không, nề vâng, đấy, rất nặng không nề. thể Tuy nhiên có là thể nói bạn được cũng nữa. phải hình dung rằng như này này, là ở trong cái hoàn cảnh về sức khỏe của mình ấy, mà mình cứ muốn suy nghĩ theo một cái cuộc sống như thông thường, thì đấy là bản thân con đường đấy, nó là con đường mà không thể nào suôn sẻ được. Cho nên bạn có nặng nề hay là bạn có căng thẳng hơn hay bạn có mệt mỏi hơn, thì bạn cũng không thay đổi được một cái hiện trạng rằng À là vâng tất ạ, cả những cái có gì thể bạn nói đang có nó không thể xây dựng nhắn đi được thế cái ạ. thứ Vâng. mà bạn đang suy nghĩ. Có chăng là gì, là bạn hãy thay đổi suy nghĩ của mình. Như anh Đinh Đoàn có nói thì bạn có thể là nhìn nhận lại về cuộc sống, nhìn nhận lại về hôn nhân. Thậm chí là có nhiều người bây giờ người ta không nhất thiết là có gia đình, sống độc thân nhưng mà rất vui vẻ. Bạn có thể tham gia chương trình Những Người Độc Thân Vui Vẻ. Và khi đấy thì bạn sẽ thấy cuộc sống nó có nhiều cái động lực khác, nhiều cái mục tiêu khác, thay vì là cái suy nghĩ về những cái chuyện mà vốn dĩ cái cơ thể của mình nó không cho phép bạn nhé. À, Vâng, vâng, cảm cảm ơn ơn bạn đã tham chương gia chương trình ạ. trình. Vâng. Vâng, chào bạn. Vâng, chào bạn. Được. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Gia Lai. Alo, Gia Lai đâu ạ? Tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em từ tháng 11 ấy, em bị ra huyết trắng ạ. Trước nghệ tử cung em đã chữa khỏi. Vì đang học ấy nên là em đã lấy chồng, em vì đang học nên cô giáo bảo em là uống thuốc tránh thai. Em uống vào ngày 6 tháng 1. Lúc đấy em chưa có kinh. Khi mà cứ uống vậy ấy, uống đến 16 viên ấy, thì em quen một viên, và lúc thì em quen một viên, ngày tiếp sau thì em uống 2 viên, có khi em quen 4 viên luôn, thì em uống ngày tiếp theo 2 viên, ngày tiếp đó 2 viên, sau đó hết thuốc thì qua thì tới ngày 29 tháng 1 thì em có kinh. Giờ em muốn hỏi là giờ em đã bỏ từ tháng 2 đến tháng 3 tới nay rồi mà em muốn có con ấy, giờ em có thể có được không ạ? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi và đang học cái gì đấy? Em 17 tuổi ạ. 17 tuổi á? Đã đủ tuổi lấy chồng đâu? Alo? Lâu ạ. Nhưng mà 17 tuổi thì làm sao mà đã đủ tuổi lấy chồng? Bạn là người dân tộc à? Dạ vâng. À, dân tộc gì đấy? Ở Gia Lai là dân tộc gì đấy? Bạn ạ. Bạn à. Rồi, thế là lấy chồng không được ra xã đăng ký kết hôn đúng không? Vâng. Ừ, thế bây giờ thì muốn có con làm gì sớm thế vậy? Đợi bao giờ đủ tuổi thì mới có sức khỏe ổn định thì mới mới lấy mới có con chứ. Bây giờ muốn có con lắm rồi à? Không phải, em muốn hỏi ạ. Rồi, thế là năm nay học lớp mấy? Lớp 11 Lớp 10 à? Hay lớp rồi. 11? Lớp 12 rồi. Lớp 12 rồi, đúng không? Năm nay còn phải thi tốt nghiệp để ra trường đúng không? Vâng. Lấy chồng được mấy năm rồi? Lấy từ tháng 12 ạ. À, tức là lấy được nửa năm rồi đúng không? Thế và chồng học cùng lớp à? Hay là chồng bao nhiêu tuổi? Em 19 ạ. À, chồng 19. Chồng đã đi làm chưa hay vẫn còn đang đi học? Đi làm rồi ạ. À, thế à, chồng làm việc gì đấy? Làm đâu thôi ạ. À, thế à, thế thì tóm lại là bây giờ thì là lấy nhau rồi. Thế là ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng? Ở chung với mẹ vợ. À, rồi, hình như là người Ba Na là mẫu hệ đúng không? Phải ở rể đúng không? Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem ở lứa tuổi 17 có những cái biểu hiện như là huyết trắng, rồi là uống thuốc tránh thai thì hôm nhớ hôm quên như thế. Rồi bây giờ lại còn mong muốn có con nữa thì đã hợp lý hay chưa nhá? Chị chào em. Alo.
Alo ạ. Ừ. Thế em có nghe rõ các chị nói không? Có ạ. Ừ. Chị nghe câu chuyện của em với cả anh Văn rồi. Cũng hiện tại tại thời điểm này thì em cũng chưa có em bé, đúng không? Ừ. Thế em đã điều trị khỏi cái bệnh huyết trắng chưa? Dạ rồi ạ. Xong rồi hả? Ừ. Thế từ đấy đến giờ thì bây giờ thì kinh nguyệt của mình như thế nào? Có ổn định không em? Có gì? Kinh nguyệt của em ý, nó có đều không? Em uống ngày 6 tháng 1 chị. Hiện nay bây giờ em không uống thuốc nữa rồi thì kinh nguyệt của em nó đã quay trở lại chưa? Nó đã đều chưa? Em có kinh nguyệt chị. Chị bảo này, từ khi mà em ngừng uống thuốc tránh thai ấy, thì kinh nguyệt của em nó đã quay trở lại chưa? Quay rồi ạ. À, quay rồi hả? Được mấy tháng rồi? Từ tháng 2 tới tháng 3 này ạ. Tháng 1 từ tháng 1 ạ. Tức là bây giờ kinh nguyệt nó quay lại mấy lần rồi? Hai lần rồi ạ. 2 lần rồi. Và nó có đều không? Tức là có kinh nguyệt của em nó khoảng bao nhiêu ngày? 5 ngày ạ. Ừ. Chị bảo này, em bây giờ đang học lớp 12, em có ý định để thi tốt nghiệp lớp 12 không? Dạ không ạ. Tại sao vậy? Do gia đình khó quá. À thế à? Gia đình khó quá, đã họ đang học lớp 12 rồi mà lại phải dừng lại á hả? Vâng. Ừ. Sao không cố gắng đi học thêm cho nó hết đi, còn có vài tháng nữa thôi. Ở trong đấy thì Gia Lai chắc cũng phải nghỉ vì tình hình dịch đúng không? Vâng. Ừ. Cái không đi học được cho nó còn có vài tháng nữa thì mình sau này mình đi học mình được có một cái bằng tốt nghiệp, mình thi có cái bằng tốt nghiệp rồi. Em muốn cuộc sống cho nó đỡ vất vả thì ít nhất mình cũng có một cái mình sẽ có cơ hội để mình có thể học thêm một cái nghề gì đó hay là làm thế nào đấy thì sau này cuộc sống của em đỡ vất vả hơn. Chứ bây giờ nếu mà em dừng ở đây ấy, thì rất là đáng tiếc và rất là phí. Thì cái thứ hai nữa là bây giờ em lại đang em nói chuyện với anh Văn là em rất muốn có con đúng không? Ừ. Thật sự thì chị cũng không biết nói thế nào nữa nhưng nếu trong hoàn cảnh của em hiện nay, điều kiện của em hiện nay thì em chưa nên có con ở thời điểm này là tốt nhất nhá. Thứ nhất là về mặt sức khỏe thì em còn rất là trẻ, hiện nay em mới có 17 tuổi thôi và mình lại còn đang đi học. Nếu mà tập trung mà để học được cho nó tốt, để hoàn thành được cái chương trình học của lớp 12 là tốt nhất. Thứ hai nữa là có thể là chờ một vài tháng nữa để xem là cái bệnh huyết trắng của mình nó có ổn định không, mình đã khỏi hẳn bệnh hay chưa. Đấy. Thế rồi xem lại cái kinh nguyệt của mình nó như thế nào, nó có đều đặn không, có vấn đề gì không, bởi vì tất cả những cái việc đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc có thai tự nhiên của em nhá. Nếu như bây giờ mà sức khỏe của em ổn định rồi á, em cái đợt em dùng thuốc tránh thai em nhớ nhớ quên quên đấy thì coi như là xong rồi và nó chỉ có một phần cái tác dụng mà lúc em uống thuốc đầy đủ thôi, chứ còn lúc em nhớ nhớ quên quên thì cái biện pháp đấy là nó không còn tác dụng nữa rồi, cái thuốc tránh thai nó cũng 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 hết rồi nhá. Thì kinh nguyệt đã quay trở lại chứng tỏ là cái hoạt động của con sinh dục của em nó cũng khá là ổn định rồi, cho nên là không phải ngại gì đâu Giờ nhá. em rất lo ạ, em sợ là lâu ạ, em sợ là nửa tháng hay là hơn 1 năm. Ừ, em thấy em lo về điều gì, tức là em lo là bây giờ nửa tháng à, hơn nửa năm rồi mà mình chưa có con á hả? Em sợ vậy ạ. Em sợ vậy hả? Ừ. Ừ, thôi mình còn đang rất là trẻ mà, thì các chị cũng không biết nói thế nào, thì khuyên em là mình cố gắng hoàn thành cái chương trình học lớp 12, sau đó thì mình sẽ tìm kiếm cái cơ hội để mình học một cái nghề gì đó hoặc là một cái công việc gì đấy thì sau này cuộc sống của mình đỡ vất vả hơn, nhưng tất nhiên nó phải phụ thuộc vào cái hoàn cảnh của em. Thế còn cái việc mà em có để có thể có thai được ý, thì thôi em cứ chờ thêm khoảng 6 tháng nữa nhé. Cứ có quan hệ tình dục bình thường, đời sống bình thường, đừng quá căng thẳng và lo nghĩ gì. Thế đến 6 tháng nữa mà lúc đó không thấy có em bé thì cả hai vợ chồng sẽ cùng phải đi khám
Nhưng mà chị nghe thấy hoàn cảnh của nhà em cũng rất là vất vả, chắc là đi khám cũng sẽ khó khăn đúng không? Thôi cứ đừng đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh, bởi vì mình còn quá trẻ như vậy nhá. Kể cả em có con ở thời điểm như thế này thì kể cả về mặt sức khỏe cũng như là các cái điều kiện về kinh tế, điều kiện về mọi thứ khác em cũng chưa được chuẩn bị sẵn sàng lắm đâu. Người em mới có 17 tuổi mà chị nghĩ là nó để cho nó phát triển tốt hơn nữa. Cái thứ hai nữa là sinh một đứa bé ra thì ngay từ khi bắt đầu mình có thai đã có rất nhiều các cái vấn đề có thể ảnh hưởng tới em rồi, chứ không phải là dễ dàng thuận lợi gì đâu nhá. Để em vì vậy mà để có thể sinh được một đứa bé rồi nuôi dạy nó cho nó tốt, nó cuộc sống của nó sẽ tốt hơn cuộc sống của các em bây giờ cũng là rất là khó khăn rồi. Cho nên thôi cứ để tự nhiên đi, cứ để thoải mái thêm 6 tháng nữa xem như thế nào nhá. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Alo, Hà Tĩnh đâu ạ? Vâng ạ, tôi đây ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì? Vâng, tôi xin chào anh ạ. Vâng. Vâng, tôi là xin giới thiệu, tôi ở Hà Tĩnh. Vâng. Vâng, nhưng mà hiện tại tôi đang ở thủ đô Hà Nội đấy. Rồi ạ. Thì bây giờ tôi giới thiệu là tôi 60 tuổi. À thế hả, Chồng rồi. tôi thì 66 tuổi. Rồi, nghe giọng chị trẻ quá. Vâng, thực chất thì là nếu như mà nhìn ngoài vào thì đúng là gia đình tôi rất là hoàn hảo. Thế à? Hai, ba đứa con, hai trai và một gái đã thành thất và có Vâng. công việc ổn định. Dạ vâng, chúc Bản mừng. thân hai vợ chồng đều có lương cao. Tôi là giáo viên về hưu, Dạ vợ vâng. chồng tôi là bộ đội cũng là cấp sĩ quan về hưu. Dạ Nói vâng. chung là gia đình nhìn vào thì ai cũng là mơ ước. Dạ vâng. Mà thực chất thì từ cái chữ hoàn hảo đấy thì bây giờ tôi đã về hưu được 5 năm rồi. Vâng. Thì tôi muốn nói rằng là cái chữ hoàn hảo đấy thì là rõ ràng là nó tích trữ một cái nỗi buồn và một cái hy sinh rất là lớn lao của tôi Dạ vâng. 37 năm lấy chồng. Rồi. Nói thật, nhưng mà tất nhiên tôi hiểu rằng phụ nữ là phải thiệt thòi, nhưng mà cái thiệt thòi của tôi nó quá quá lớn. Rồi, xin Đến lỗi giờ chị. thì tôi Alo. cảm thấy Alo, tuổi xin lỗi còn chị. lại ấy, rất là muốn có một sự thanh nhàn. Tôi muốn tư vấn hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tôi có nên là ở gần chồng không, bởi vì chồng tôi là một người rất là quan tâm đến vợ và Vâng. cũng là con và gia đình. Nói chung là không, một người đàn ông không hướng gia đình lắm Dạ vâng. đấy. Thứ hai nữa là không phải bây giờ mà hồi xưa anh đang thanh niên thế, Vâng. anh chẳng nghĩ về gia đình lắm, mà bản thân tôi anh chẳng 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 quan tâm. Vâng. Tôi chưa nói là chuyện tình dục, mà những cái lời ăn tiếng nói hay những cử chỉ để biết tôi vui buồn hay thế nào anh chả biết, Dạ anh vâng. chẳng để ý Dạ vâng. đấy. Thứ hai nữa là san sẻ công việc anh cũng chẳng san sẻ. Dạ vâng. Thứ ba nữa là kinh tế anh chẳng góp vào cho mẹ con tôi Dạ vâng. đấy. Trong lúc đó thì tôi cũng rất hết lòng vì anh và hy sinh vì gia đình để có gia đình hôm nay ai cũng mơ ước. Dạ vâng. Thứ hai nữa là tôi có là giúp anh ngay hiện tại bây giờ là có trả cho anh một món nợ riêng anh tự tiêu, ở đâu tôi cũng biết, nhưng mà nói chung là tự tiêu không phải gia đình, là 300 triệu. Bây giờ anh là nhờ tôi. Mà nói cho đúng ra là 37 năm qua tôi cũng trả rất là nhiều lần cho anh rồi. Rồi, câu hỏi thứ nhất là muốn gần chồng nữa hay không, đúng không? Câu hỏi thứ Vâng. hai là gì ạ? Câu hỏi thứ hai là anh nhờ tôi là trả cho anh món nợ gần 300 triệu. Rồi, thích đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào chào chị. Vâng, em thưa anh. Chính xác năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng mà mình chính xác là thống nhất sinh năm À, 59. dạ vâng. Còn khỏe không? Nói chung thì nếu như bạn bè nói thì cũng trẻ và không đau ổn gì đâu. Thế à? Thế xong rồi còn giữ được hình hình dáng dáng không? Nghỉ hưu rồi có làm gì Có. nữa không? Tất nhiên là những cái đó thì tương đối là nói chung là chuẩn mực, bởi vì khi đang còn đi dạy thì tôi cũng là từng làm công tác đoàn, đội thì bí thư Vâng. đoàn, sau đấy thì cũng làm lãnh đạo.
Rồi. Cho nên cũng tương đối về hình thức cho mọi cái, về cách xử lý trong gia đình rất là chuẩn, chứ không để nỗi. Thế rồi là các cháu thì lấy vợ lấy chồng hết, nó có ở gần không, nó có ở chung với ông bà không, có đứa nào không, ở cùng không? Không, không có một bạn nào hết ạ. Không, không một bạn nào. Nó đều thành đạt ở của nhà riêng. Nó chả thèm đúng không, nó chả thèm của mình ấy. Vâng. Thế đấy. Bởi vì muốn hỏi để biết rõ cái tình cảnh của mình hiện nay, để bởi vì đi gọn vào hai cái câu hỏi ấy mà. Vâng. Bây giờ thì anh ấy là người vô tâm rồi, anh ấy không có hướng về gia đình vân vân. Mình đã chịu đựng 37 năm rồi. Bây giờ mình nói lại thế thôi chứ cũng chẳng thể biến anh ấy có cái biện pháp gì để mà tự nhiên anh trở thành người mẫu mực đâu. Đúng không? Một là có thể anh ấy sinh ra trong cái gia đình mà từ trước giờ cứ nó như thế. Thứ hai nữa là đi công tác với đi đây đi đó, nó quen là sống một mình, thế anh chẳng cần gia đình, quen với lại các chiến sĩ, với đồng đội, với lại phấn đấu để nó cứ lên hàm lên trước nó đều đều đấy. Thế thì bây giờ việc của mình quan trọng nhất, một sống cho bản thân. Tiền mình giữ. Đúng. Mà không có tiền là cái mới chết. Cho nên quan trọng nhất là có tiền nhá. Bởi vì đúng, mình chỉ cần bây giờ mình ốm ra đấy thôi, bảo là ông ơi ông cho tôi tiền, tất nhiên con thì nó sẽ lo cho mình, nhưng mà anh ấy chẳng có trách nhiệm gì, ông bảo ông không có. Thế thì cho nên là thương lấy bản thân mình. Đã ba mươi mấy năm nay mình thương người khác quá nhiều rồi, nay sống cho bản thân. Tôi hỏi để biết rằng là chị cũng còn khỏe, váy vóc cứ mặc nhiều vào, đi tập yoga thể dục rồi gym riết vào, thỉnh thoảng đi làm đầu làm đuôi cho nó thích, xong rồi nhập vào cái hội mà hay đi du lịch ấy. Vâng. Thích đâu thì đi, dăm ba bảy chị em ngày xưa quen với nhau trong câu lạc bộ thế này thế khác, kể cả đi khiêu vũ. Vâng. Tất cả những cái làm sao để thứ nhất mình khỏe, thứ hai là mình vui. Vâng. Và tất cả những chuyện đã qua rồi không nhắc lại nữa, bởi vì không thay đổi được đâu mà, đúng không? Vâng. Dành thời gian cho mình, rồi tiền bạc giữ, thỉnh thoảng các con thì nó cũng chả mượn mình chăm lo cho con nó đâu, con nó khi còn học trường quốc tế với này, nó mời giáo sư chứ nó không cần bà đâu. Bà đừng có cậy là để yên là bà kèm, tự nhiên mình mất công ra mà rồi cháu nó chả nghe bà đâu. Cứ dành thời gian này cho bản thân mình giữ khỏe được càng lâu càng tốt. Thế còn cái việc mà tiền ấy mà ông ấy đòi mấy trăm ấy, giả sử thế này, đây là việc mà của quê nội này. Hiện nay là người ta đang xây nhà thờ này, rồi bác trưởng họ bác cái bảo rằng mỗi hộ, đặc biệt là cô chú lại thành đạt, là người ở quê hương, bây giờ thì mong muốn là ủng hộ để làm lại cái nhà từ đường hay là xây cái nọ kia, chắc là mình sẽ, nếu có điều kiện thì hãy tham gia. Nhưng nếu như chả biết mấy cái trăm ấy làm cái gì, do đánh lô đánh đề hay là làm ăn buôn bán thất bát, hay là vướng vào những chuyện các mối quan hệ nào đó mà để cuối cùng phải tốn kém để mà để chạy để cho nó yên chẳng hạn, thì mình không tội gì nói thế chứ. 300 triệu mình, chị ngày hưu chắc là giỏi lắm thì lương 8 triệu 10 triệu là cùng, đúng không? 300 triệu là 3-4 năm lương hưu của mình, mà sao mình lại phải như thế? Cho nên là không có. Thật ra anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, bao nhiêu năm anh đi làm, anh đáng lẽ phải có những tích lũy. Mình đã không yêu cầu anh ấy phải đóng góp để mình nuôi dạy các con lên người đã là tốt lắm rồi. Bây giờ để cuối đời tích góp được một ít lại còn đi trả nợ cho một cái điều mà mình không biết đấy nó là cái gì thì không bao giờ. Còn anh muốn nghĩ như nào thì nghĩ nhá. Vâng, em xin nói thêm một tí nữa là anh ấy còn sống ở cái mức độ là không có nguyên tắc. Có nghĩa là anh ấy cứ phóng túng lắm. Phóng túng cả tình cảm, phóng túng cả tiền bạc. Thế thì lương rất là cao, chẳng bao giờ có đồng nào của người hoặc là cho gia đình. Anh ấy gọi là lối sống thế nào thì rồi anh ấy sẽ hưởng như thế. Dăm 7 năm nữa thôi, khi mà bệnh nó đầy người ra, tuổi nó cao lên, nằm viện đủ thứ tiền cần. Cũng nằm viện rất nhiều lần còn... mà cứ vợ lo hết, bỏ tiền lo cho anh tất. Đấy. Là không biết những lúc ấy anh ấy có ngấm một tí nào thôi. Nhưng có điều đấy, càng thế... Anh ấy là một cái người mà sống phóng túng, chỉ có nghĩ đến bản thân mình rồi chẳng đâu vào đâu ấy. Thì mình là vợ lại càng phải có thân mình lo nhá. Nhưng mà em muốn hỏi chị, có hỏi tí là bây giờ chị có ở gần, nếu có gần anh ấy chẳng để đến chị một tí nào.
anh cứ đi suốt về rồi là cũng chẳng giúp gì được việc, chẳng nói chẳng nắng gì với chị. Nói chẳng nói thì thôi, mình bây giờ chị ở riêng ra cũng buồn. Không phải ở riêng nhà, mình vẫn ở, không bỏ nhau, không ly hôn, nhưng mà buồn ai lắm. Có thân thì người ấy lo, có hồn thì mình giữ. Đến tuổi này rồi cũng chẳng nhất thiết phải bổ đôi cái nhà hay là đưa nhau ra tòa ra tiếc làm gì. Nhưng hãy lo cho bản thân mình và thương yêu bản thân mình nhiều hơn nhá. Nhờ chị về hưu thì cũng rất thèm một cuộc sống có vợ có chồng mà khó lắm. Ai cũng thèm. Làm sao nhỉ? Thế nhưng mà để mà cái thèm cuối đời ấy nó có được cái quả ngọt đấy thì người ta phải làm từ lâu rồi, vun đắp từ cây nó còn bé cơ. Mình ba mấy năm nay mình để nó bây giờ thành cây cổ thụ rồi thì không thể ra trái mà ngon ngọt được. Chào anh ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì? Anh ơi, em có mấy câu hỏi muốn nhờ bác sĩ tư vấn cho má. Rồi, bạn nói đi. Dạ vâng, em sinh được 3 tháng em đi khám thì người ta bảo bị nắng cổ tử cung á. Rồi. Thì em muốn hỏi bác sĩ cái đó nó có ảnh hưởng sức khỏe có nhiều không, cái xử lý nó thế nào thì nó tốt đó. Rồi, thế là đây là sinh thứ mấy đấy? Lần thứ mấy? Lần thứ 3 anh ơi. Lần thứ 3. Và hiện tại thì vẫn đang ở cữ đúng không? Mới có 3 tháng, vẫn đang nuôi con nhỏ à? Dạ, và những nuôi con nhỏ ấy. Rồi, thế sao tự nhiên lại đi khám, đang nuôi con nhỏ sao lại đi khám, có biểu hiện gì bất thường à? Thì nó đau bụng rồi lắm rấm, thì tới 3 tháng mà nó vẫn chưa có tháng ấy. À, thì đang cho con bú thì làm sao lại quay lại được, nếu mà cai sữa cơ thì mới có kinh nguyệt trở lại chứ. À, vậy ấy. Có những người cả năm nếu mà con cho con bú vẫn chưa có kinh nguyệt trở lại cơ, nhá. À, thế em hỏi đấy thì chứ có kinh nguyệt đấy thì nếu như mà sinh hoạt vợ chồng thì nó có thể cười dậy có lại không ạ? Rồi, để có lại hay không thì phải là chuyện của bác sĩ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ trả lời những thắc mắc mà bạn vừa nêu nhé. Ừ, tôi chào bạn. À, chào bạn. Hai mẹ con nó có khỏe không? Dạ, cảm ơn bạn, mẹ con nó khỏe. Thế à, mẹ nó có đủ sữa cho con bú không? Dạ, đủ bác sĩ ạ. Thế tốt quá, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ đúng không? À, không, cũng có kem cả sữa ngoài nữa, nhiều lúc mẹ đi vắng á. Thế à, em bé được mấy cân rồi em? Em bé được 6 cân. Ừ, trộm vía thế cũng tốt nhỉ. Thế hiện nay thì chỉ có là, tức là em bé thì không vấn đề gì, mẹ nó thì thấy 3 tháng rồi mà lại chưa đến tháng đúng không? Thế và cũng rất là lo, bởi vì là hai bạn trước ý, thì khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng là kinh nguyệt đã quay trở lại rồi đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi. Thế cho nên là bây giờ bạn này thì lại thấy 3 tháng rồi chưa thấy đâu, sợ quá lại, mà cái sợ nhất bây giờ lại nhỡ lại có thai nữa thì quá là khó khăn nhỉ. Yeah. Ừ. Dạ dạ đúng rồi, bởi vì sinh mổ mà. Đúng rồi. Thế vợ em bao nhiêu tuổi rồi? Vợ em năm nay 30 chứ. Vợ em 30 á hả? Thế mà đã thế nào mà thế đẻ hai bạn kia xong cũng chẳng áp dụng biện pháp tránh thai gì à? Không, hai bạn kia nhưng mà gió được đâu là sinh ra đi bệnh viện huyện sáng bị tím thai yếu, đi bệnh viện tỉnh sinh ra là mất á. Thế thì hiện nay là chỉ có một bạn thôi đúng không? Với cả vừa sinh bạn này thôi là hai thôi hả? Dạ dạ đúng rồi. Ừ, thôi được rồi. Tập trung nuôi hai bạn này cho nó cứng cáp khỏe mạnh, cho nó đỡ vất vả nhỉ. Ừ. Quay trở lại câu chuyện của em thì như thế này. Thứ nhất là chị rất là chia sẻ với cái lo lắng của em, bởi vì nếu đúng là ở trong giai đoạn này mà bây giờ mình đã có quan hệ tình dục trở lại với vợ rồi mà mình lại không áp dụng biện pháp gì mà vợ lại sinh mổ nữa mà lần này mà lại có thai, thế xong lại phải đi xử lý thì rất là vất vả, mà không xử lý thì không thể để đẻ như thế được đúng không? Đấy, không phải chỉ riêng em đâu mà rất nhiều người như thế, rất nhiều người đau đầu về chuyện áp dụng biện pháp tránh thai trong cái giai đoạn mà vợ đang cho con bú. Đa số thông thường thì phụ nữ khi mà đang cho con bú thì nó do cái nội tiết của người phụ nữ khi mà đang cho con bú ấy, thì nó sẽ không có hành kinh, và khi mà người ta cai sữa đi thì lúc đó vòng kinh nó mới quay trở lại. Nhưng ở nhà em ý thì lại không thể chủ quan được. Bởi vì sao? Bởi vì những cái bạn trước thì vợ em là người vòng kinh nó quay trở lại rất là sớm đúng không? Chỉ khoảng tháng rưỡi 2 tháng là kinh nguyệt nó đã quay trở lại rồi. Vì vậy mà với cái sinh lần thứ 3 này á thì mình cũng rất phải cẩn trọng. Đấy, mình chưa biết là vợ mình là người như thế nào, tức là vẫn đang cho con bú thì không biết có hành kinh hay không. Chính vì thế đôi khi có một số trường hợp hành kinh nó quay trở lại rất là ít, ít đến mức độ tưởng là không phải là đến tháng mà vẫn còn đang nghĩ là ở thời kỳ hậu sản, nhưng thực ra đấy là hành kinh nó đã quay trở lại rồi. Và nếu hành kinh nó quay trở lại thì có nghĩa là cơ quan sinh dục nó hoạt động trở lại bình thường, có hiện tượng rụng trứng. Và nếu mình quan hệ tình dục mà không áp dụng pháp tránh thai thì lại dễ có thai ngoài ý muốn. Đấy.
Thế cho nên là tốt nhất trong trường hợp của em như thế này, để an toàn nhất và cũng tốt nhất cho vợ, kể cả cho con, để cho mà có cái điều kiện sức khỏe tốt để con có phải chăm con chứ, đúng không? Thì nếu có quan hệ tình dục với vợ thì em là người chủ động dùng bao cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục nha. Ừ thôi mình cố gắng vài tháng đi, cho nó con nó lớn rồi, vợ nó cũng thoải mái. Nếu mà em dùng bao cao su thì chị tin là vợ sẽ rất là thoải mái, bởi vì lúc đấy người phụ nữ người ta không lo lắng gì nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là quay trở lại cái câu chuyện cái nang của vợ ấy. Thì ở cổ tử cung hiện nay là có một cái nang đúng không? Đấy. Dạ, đúng rồi. Nếu như mà em có không có ý định sinh thêm nữa ấy, mà tốt ấy, thì vợ điều trị đi. Và cách điều trị đơn giản nhất đó là đốt cái nang đấy, người ta đốt bằng điện. Đốt là không sinh được không? Không phải, đốt là nó rất là triệt để cho nó sẽ không bị tái phát nữa, cũng như là nó rất là tốt cho vợ. Tuy nhiên thì chị hỏi là không có nhu cầu sinh là vì thế này. Thường là khi đốt như thế thì nó sẽ có một cái sẹo ở nó làm cho cái cổ tử cung nó không còn được mềm mại như trước nữa. Thế cho nên là thường những phương pháp này thì các chị khuyên là áp dụng với những cái người mà không có cái nhu cầu để sinh nở nữa. Giống như cái cớ của cổ tử cung nó cứng nhé. Không, nó không đến nỗi như thế, nhưng mà mình hình dung như nó như đường quốc lộ, xong tự nhiên nó có một cái ổ gà ấy. Đấy, nhá. Ừ. Nhưng mà sử dụng phương pháp nào hay là như thế nào đó thì phải do bác sĩ sản khoa, là cái người mà người ta thăm khám trực tiếp cho vợ em, người ta mới đánh giá được tình trạng của cái khối nang đó, hoặc là bản chất của cái nang đó là gì, thì người ta sẽ quyết định có cái phương pháp tốt nhất cho vợ em. Nhá. Ừ, thế thôi cứ yên tâm nhá. Ừ. Nhớ là chăm sóc con cái cùng với vợ nhá, chia sẻ với cô ấy trong cái giai đoạn này. Rồi, và nếu mà có quan hệ tình dục thì phải có cái loại thuốc tránh thai dành cho phụ nữ đang cho con bú nhá. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Khánh Hòa. Dạ, em xin chào ạ. Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em xin trình bày là vừa rồi em có gọi. Bây giờ câu chuyện của em á, em xin phép trước là nó hơi lòng vòng khoảng 5-6 phút. Rồi, bạn cố gắng trình bày ngắn gọn đi nhá. Dạ, tôi sợ những câu chuyện dài lắm bởi vì thời lượng chương trình nó 43 tuổi. Bao nhiêu tuổi hả bạn? Dạ, em 43 tuổi. 43 tuổi, rồi. Dạ, em có lấy một người đó làm chồng là lớn hơn em 23 tuổi. Người đó năm nay 66 tuổi. Rồi, lấy nhau lâu? Dạ. Lấy nhau lâu chưa? Dạ, khoảng gần 2 năm là sống chung. Rồi. Nói chung là khoảng gần 2 năm thôi, nhưng vâng. Mà yêu nhau quen nhau là khoảng 5 năm. Vâng. Rồi trong thời gian 5 năm đó thì vợ chồng người bên đó thì sao thì mình không có hiểu được. Nhưng mà gần 2 năm nay là hai người đó đã ly dị, ly hôn á. Rồi. Rồi em á thì vẫn tiến hành sống với người đó. Nhưng mà quá trình ly hôn thì người đó không có lấy tài sản gì ra đi á. Rồi. Với em thì cũng thừa thiệt là em á là có một con. Nhưng mà em nghĩ sống cái cảnh á là ve chạm với đàn ông bên ngoài hoặc là này kia thì danh dự của con em nó mất hết. Em cũng muốn tìm một người nào tuy lớn tuổi nhưng mà dám nghĩa sống với mình đỡ mà sớm hôm chiều tối do vui vẻ gì thôi. Chứ rồi. Em cũng chẳng có cần tài sản vật chất gì. Rồi. Nhưng mà cái tình cảnh từ ngày mà bên đó ly hôn á thì xong rồi ông đó về sống với em thì người vợ lại coi như là y như một người điên vậy á. Cứ 1-2 giờ là tại vì cũng ở gần lắm anh ạ. Rồi. Chạy điên 1-2 giờ mà chạy la cùng đường cùng phố, mình chửi đèo che bới mẹ em lên trong chặng đường đánh em rồi cái kia thế nào. Nhưng mà hiện giờ trong tay em là đang giữ cái giấy ly hôn của hai người đó, em mới dám chứa chấp người đó tuy là em không kết hôn. Rồi. Nhưng mà cái bà đó hiện giờ đã cứ hăm dọa rồi là rồi giết đồ em ngày kia. Còn ông này thì nói tóm lại là em có thương ổng thiệt, ổng cũng thương em, nhưng mà ổng có nói với em là ông cũng không thở bỏ con ông được, bỏ gia đình. Rồi. Vì ly hôn á thì cũng không chia tài sản, không chia nhà cửa, bạn gì nhà, sống rồi chết cũng mẹ. Ông không có chia, ông cũng không lấy gì thì em vẫn chấp nhận. Dạ, thì bây giờ á là người này cứ chạy đi, chạy về. Thì ý em á là em tiến hành tiếp tục với người đàn ông này nữa hay không, hay là em đã đi sai đường. Đối rồi, thế là bạn là ly hôn chồng hay là thế nào đấy? Dạ, chồng em thì yên ổn, em xe chồng em 17 năm, vợ chồng em cũng không ly hôn, tại vì em ưng em 17 năm trước hay là ưng nhau cũng không kết hôn, nhưng bây giờ xe nhau thì vẫn yên ổn thôi. Rồi, đừng đứng chỗ có gió, Rồi, thế bây giờ thì bạn cũng không cần tài sản vật chất của cái ông 66 tuổi kia đúng không?
Dạ, em chỉ cần ấm thôi. Thế mà vợ ông ý thì suốt ngày thì tức là cũng ở gần nhà nhau, đâm ra suốt ngày cứ đi lang thang qua gần nhà bạn xong chửi bới, đúng không? Dạ, người vợ ông đó thì giàu có, nói chung là nhà đại gia, nhưng mà bé đi liên thùng thùng, bé cứ muốn là bé cứ chửi em hay là giật chồng bé, mà thiên hạ xung quanh thì người ta thấy đã tin tưởng quá. Thì nhìn ở ngoài vào thì ngay hàng xóm láng giềng người ta nhìn thấy ngoài vào thì người ta thấy là bạn đang giật chồng họ thật mà, đúng không? Dạ, người ta, tại vì người ta không biết là ông ly hôn, chỉ có gia đình ông biết ly hôn thôi. Rồi nói người ta có một số người là nói dù có ly hôn vẫn là chồng của bé, nhưng mà em bất đồng cái câu nói đó. Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, dạ. À, chào em, mình năm nay 43 đúng không? Dạ. Mà ông thì 66. Dạ. Có một cậu con trai 22 tuổi đang đi lính rồi. Sức khỏe mình tốt không? Hiện nay mình kinh tế có độc lập không? Em thì sức khỏe em thì cũng bình thường. Em thì kinh tế em rất bẩn chọt, nghèo khổ lắm. Em thì làm đâu ăn đó thôi. Rồi. Và cái anh 66 thì chẳng giúp được cái gì đúng không? Sau khi anh ly dị vợ con thì anh để hết tài sản lại cho vợ con và anh vác mỗi cái người anh sang bên nhà mình. Dạ. Và thực ra thì mình cũng không cần gì, chỉ cần cái người anh ấy thôi. Dạ. Tuy nhiên thì cái người vợ mà đã ly hôn của anh rồi bây giờ cứ gây sự với mình. Dạ. Rồi. Trước hết thì nói một chút xíu về mặt pháp luật. Thì dạ. Cái ông 66 ấy với lại vợ ông ấy thì đã ly hôn rồi. Về mặt pháp luật thì hai người không còn có mối quan hệ hôn nhân nữa. Cho nên là cái chuyện mà giữ hay ghen tuông là gọi là vô lối vô lý. Và anh ấy đã là người đang không có vợ thì cái việc anh ấy có đến hay cố dành tình cảm cho ai, thậm chí là chung sống với ai thì cũng là quyền của anh ấy. Yeah. Với điều kiện anh phải là người nắm được điều đó và làm thật rắn giỏi với điều đó. Ví dụ như anh ấy phải đứng lên bảo vệ được mình. Anh có thể về nói với vợ anh là em đừng có làm quá đáng. Yeah. Anh bây giờ anh với em không còn là gì nữa. Thế thì chúng ta không còn là vợ chồng thì sao em lại đi gây sự? Anh bây giờ anh dành tình cảm cho cô ấy, anh với cô ấy là gắn bó với nhau. Em mà làm như thế thì đấy là vi phạm pháp luật và anh hoàn toàn có thể báo chính quyền địa phương, ví dụ mình ở xã hay phường gì đó, hoặc là cơ quan công an để biết rằng đấy là một sự xúc phạm, một sự bạo lực, một sự gây sự xúc phạm người khác về mặt tinh thần, đúng không? Yeah. Thì để cho mọi người, mình không cần phải sống với dư luận, bởi vì người dân người ta không hiểu hết. Thì mình nói duy, nhưng mà những cái người mà gọi là phụ trách về pháp luật ở địa phương người ta biết rằng là anh ấy với cái cô kia không còn là vợ chồng nữa. Và rồi cô ấy cứ đi ghen lung tung, rồi cô ấy đi làm xúc phạm đến đến mình, như vậy là cô ấy vi phạm pháp luật. Dạ thưa anh nói cái đó thì tiếp tục ngay chỗ đó. Xin lỗi bạn, bạn phải đứng chỗ nào kín gió đi. Bạn đứng chỗ nào kín gió đi nhá. Anh nghe được chưa? Rồi, đang nói gì nhỉ? Dạ, ý là anh cho em nói tiếp cái chỗ của anh đang nói á. Là cũng như là cách đây vài tháng á, là bà ta chặn đường bà đánh em. Rồi. Nhưng mà em mới nói như mà có cái người đàn ông đó luôn, thì em mới nói là chẳng qua là em thương anh, em mới không đánh lại bà. Chứ thiệt ra đối diện pháp luật thì trong chuyện này tôi không có sai. Bà đánh tôi là bà chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thì nói tóm lại là em với bà tới đấu một trận. Nhưng mà ổng là ổng khóc, ổng chạy theo em. Có nghĩa là ổng nói là em đi về nhà đi. Là ổng nói vợ ổng á, anh với em không còn gì nữa, tại sao em chặn đường em đánh người ta. Cái con này, con ý là em thì tin lý. Con bé nó có tội tình gì mà lại đi đánh nó. Em đánh anh đây nè. Thì đó là ổng chạy theo em bao nhiêu lần xảy ra ổng đều chạy theo em. Rồi ngày ngày á bà giục các thứ vô trong nhà em, mà tháng kia đến tháng nọ bà đỡ cho thiệt là thứ nó quăng lên nhà em vậy á, nhưng ổng đều dọn hết, em không có dọn, em cũng không có nói gì á. Bây giờ thế này là... rồi mình đang bị một người khác bạo lực, một người khác xúc phạm. Mình hãy biết thu gom tất cả những cái bằng chứng. Ví dụ như chị ném trứng thối vào cửa nhà mình, hãy chụp ảnh lại, hãy giữ lưu lại. Chị chửi mình, hãy quay clip sẽ chụp ảnh lại. Chị đánh mình một nhát gì đó mà có vết thương gì đó, hãy đi ra y tế phường để băng bó và chụp vết thương lại và báo cáo. Khi nào mà mình có được những cái bằng chứng đó đủ để mà mình tố cáo chị,
Đầu tiên thì là mình có thể hoàn toàn nói rằng đây, tất cả với những cái bằng chứng này hoàn toàn có thể làm đơn tố cáo chị là đang hành hạ rồi xúc phạm rồi gây sự với một người khác, vi phạm pháp luật. Thế thì chứ còn thì người ta chửi mình cũng im, rồi người ta ném vào đất, bắn đá vào nhà mình cũng ngồi đấy dọn. Thế rồi cuối cùng thì một cái bạo lực nó leo thang đến một hôm nào đó mà cơn điên ta nổi lên, ta cầm dao đến nhà mình, người ta gây sự, rồi người ta chém mình, rồi lúc ấy các cơ quan pháp luật nói rằng là bao nhiêu lâu nay đã bị hành hung như thế sao lại không báo cáo, mà để nó tích tụ, nó leo thang đến lúc nó dẫn đến hậu quả to thế này thì mới báo cáo làm gì, đúng không? Mình sống thôi, bây giờ là đang chung sống với người không hiểu biết pháp luật, mình phải hiểu biết hơn người ta nhá. Thế còn nếu mà bí quá nữa ấy, mình đừng có đứng mũi chịu sào. Ông ấy là cái người mà được tất cả, ông ấy vợ ông vẫn cứ có, rồi vẫn đi lại, rồi tài sản chả mất cái gì, con cái vẫn còn nguyên, xong lại sang bên này lại được mình chăm sóc nuôi nấng, ông chả mất cái gì. Thế thì phải đẩy cho ông là thôi thế thì thế này, chị quý anh đến mức độ như vậy, anh về bên ấy mà ở đi, bao giờ mà dẹp êm được nhà anh thì anh sang đây. Em thì em quý anh thật, nhưng mà quý phải quý một cái người tử tế chứ, rằng giật thế này thì em không muốn. Thử cho ông về thì em đẩy ông ấy vào một cái tình thế là ông phải về, ông ấy giáo dục vợ con ông ấy làm sao đấy, nó sống cho nó đúng pháp luật. Chứ còn thì như thế này thì đúng là ông cái gì cũng được, còn mình là người khổ, được một tí chả biết là có được đấy không, nhưng mà vất vả quá nhá. Rồi bên đấy người ta còn cần anh quý anh về bên đấy đi, dọn về bên mà ở đi. Em cũng vì mục đích đó nè, em cũng nhờ chương trình là ở cái đó, em cũng biết là em đi sai đường hay không, thì bây giờ em cũng nhờ là cũng như anh. Về mặt luật pháp thì không sai, em có quyền dành tình cảm cho một người đàn ông mà không phải là đang có vợ thì không sai, nhưng mà cách thức rồi cũng như về mặt xử lý vụ việc thì mình đang bị ở cái thế yếu, đúng không? Thế thì phải cái vấn đề ở chỗ đây nè, em bây giờ em không biết quyết đoán như thế nào. Thương thì em thương anh đó thật, nhưng mà em thấy nó rắc rối. Một phần anh đó già hơn em rất nhiều, thời gian bệnh đau không biết mai mai. Thế thì mới bảo rằng là bên kia người ta còn quý, người ta cần như thế, người ta chặn đường để người ta đón anh ấy, thì bảo là thôi vợ con anh còn cần anh đến thế thì về bên ấy đi. Bao giờ mà người ta không còn cần anh nữa thì hãy sang đây với em vẫn còn thương anh nhá. Chứ còn bây giờ mà giành giật một cái ông 66 mà mình cũng lại còn đang đắn đo là chả biết có được cái gì không, quay đi gửi lại mấy bước nữa mình phải nuôi. Chẳng lẽ lúc khỏe thì đấy, chứ lúc bây giờ ông ốm ra mình đẩy ông ra đường à, đúng không? Anh nói cái đó là cũng giống như suy nghĩ của em á, nên bây giờ em cũng đang bối rối cái chỗ này. Bây giờ em muốn xe thì ông này nè, ông cũng nói là làm xe em bỏ anh được, anh đâu có bỏ em đâu này kia, mà bây giờ em thấy anh cứ đi đi về về mà bé thì cứ điên cuồng kiểu đó, em cũng không muốn gây ra tội kẻ cho ba người cùng khổ. Mà bây giờ xe ổng thật lòng em cũng không muốn xe, mà bây giờ em cũng không muốn ổng khổ hay bà kia khổ gì á, học tâm em cũng không muốn như vậy. Mà giờ em rồi bớt thương những người khác lại thương chính mình. Mình chẳng có cái gì cả, mình đang ở thế yếu, mình cũng chẳng phải là chồng mình. Đây là một cái ông ly hôn vợ con ông, xong ông ấy tuổi thì đã già, trong tay chả có tiền bạc, xong rồi này, sang bên này với mình, ra được bù đắp vào cái chuyện yêu đương tình cảm quý mến thì cũng còn bỏ. Đây chẳng được một cái gì, lại còn rắc rối, lại còn bị gây sự, lại còn mang tiếng là đi cướp đi giật chồng người ta, thì xem xét lại đi nhé. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Chào chương trình. Vâng. Năm nay em 46 tuổi. Rồi. Em có cháu ngoại, năm nay cháu 9 tuổi, sắp sang tuổi thứ 10. Rồi. Em thì có hai cháu mà, cháu lớn 92, vâng. Bé thì 6. Vâng, nhưng mà cháu lớn thì nó lấy chồng năm ấy nó 18, 19 tuổi. Rồi. Vâng, nó được 2 năm thì nó có một đứa cháu ngoại, bây giờ em đang hiện tại em đang nuôi ấy. Rồi. Thì cháu mới được có hơn 1 năm, vợ chồng nó bỏ nhau. Rồi. Vâng. Thì em nuôi nó từ ngày đấy đến giờ.
em nghĩ là thương con một phận nhưng mà thương cháu nhiều lắm ạ. Rồi, cháu trai, cháu gái đấy. Cháu trai ạ. À, cháu trai đang chuẩn bị 10 tuổi rồi đúng không? Thế cháu có điều gì khiến bà buồn à? Không, cháu thì cháu ngoan, cháu hiền. Rồi, thế chị tại sao lại xúc động thế? Là như thế mà, vì là bố cháu thì nó ở gần. Rồi. Nhưng mà em nói thật là bây giờ nhiều người thì họ cứ nói là bây giờ nuôi nó làm gì, cháu ngoại thì nuôi nó làm gì. Nhưng mà em thì theo quan điểm của em thì nó như này. Vợ chồng em thì trước khi mà lấy nhau thì nó cũng khó khăn, đến lúc mà vợ chồng nó lấy nhau cũng khó khăn lắm. Đến bây giờ thì em mới là nói chung là của để thì em không có, nhưng em nói tóm lại là em cũng mua được cả đất cho thằng bé ấy rồi ạ. Rồi, cho cháu ngoại rồi. À, vâng. Bà ngoại mà... tốt tê gì đó. Em, vâng, đúng là thôi trời cũng thương anh ạ. Rồi. Đến bây giờ thì cháu sắp sang tuổi thứ 10 rồi thì em nuôi cháu thì rất là vất vả. Từ năm nó hơn một tuổi rồi thì nó ốm đau thì đến bây giờ là nó mới là hoàn hảo thì nó không thể chưa có phải. Nhưng mà bây giờ là cháu không ốm mấy nữa thôi. Bố nó thì lấy vợ hai, có hai đứa con gái. Rồi. À, gia đình nhà nó thì lại cứ muốn là bây giờ ông bà ngoại cứ nuôi đi mai ngày. Bây giờ người ta không nhìn được anh ạ. Bây giờ mai mốt người ta lớn thì người ta sẽ... đón về. Tóm lại thì là nó vẫn là họ bố nó. Thì mai mốt nó lớn nó sẽ về nhà nội nhà nó đúng không? Thì bây giờ bà ngoại thì lo lắng là mai mốt sợ nuôi cháu nó lớn rồi thì nó lại bay mất đúng không? Không ạ, em đã nói thật là em cũng không lo cái đấy. Em vâng. Chỉ nghĩ như này. Bây giờ nó lớn, nó đang cái lứa tuổi như này mà nói nhiều, bây giờ nó nhiều cái dư luận đấy. Thì em nói thật, em cũng muốn ôm nó vào lòng nhưng mà không thể ôm được mãi anh ạ. Rồi. Bởi vì mai nó lớn lên thì nó có cái suy nghĩ riêng của các cháu thì em không, lúc em nuôi nó lớn rồi là em lúc em không nghĩ. Rồi, thế bây giờ tóm lại là bà ngoại đang lo lắng điều gì? Và vấn đề em, chính đi. Vâng, em chỉ lo như này này. Bây giờ cái xã hội bên ngoài nó nhiều cái cạm bẫy lắm. Mà gia đình nhà người ta cứ vậy. Em muốn hỏi chương trình tư vấn cho em để em nói thật là em cũng hướng ra rồi nhưng em không yên tâm. Em cũng tức là sợ cháu mình nó lung lạc đúng không? Vâng. Em là em suốt ngày em nghe cái cửa sổ tình yêu em muốn hỏi lắm. Em điện bao nhiêu lần rồi. Hôm nay thì em gặp mà được... Bình đoàn em cũng cảm ơn và chương trình rất nhiều để cho tâm em nó vững hơn. Rồi, thế là con gái lớn của chị thì đã đi bước nữa chưa? Cháu đi rồi ạ, cháu có chồng rồi, cháu lấy chồng được hai đứa, sắp được hai đứa con rồi. À, thế tóm lại là chỉ có bà ngoại thì là yêu cháu ngoại, vâng. Giờ vẫn phải chăm nuôi. Em là người, đúng là người, là mẹ, đó là mẹ nó đấy. Thế còn cái gì của cháu là gì hay cậu nhỉ? Đứa thứ cậu hai ạ. Của cậu à? Thế là cậu thì mới có cũng 22 tuổi rồi đúng không? Dạ vâng, hai. Nó 22, vâng, nó cũng quan tâm đến cháu nhiều lắm. Rồi, đừng xúc động quá nhá. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị. Xin mời anh Đinh Đoàn. Rồi, xin chào chị. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ. Không thấy bà ngoại nhắc gì đến ông cháu nhỉ? À, ông ngoại cháu thì hiền, chịu khó làm ăn, cũng không có cái gì cả. Rồi. Và em thì em được cái là như vậy thôi ạ. Ông cũng còn trẻ, còn khỏe đúng không? Làm ăn dạ, được. Vâng. Cô con gái lấy chồng quá sớm, lúc chúng nó còn trẻ con, thành ra rồi vâng. Chúng nó không ở được vâng. với nhau. Và vâng. bây giờ thì... bố cháu bé thì cũng lấy vợ, mẹ nó thì cũng đi lấy chồng rồi, cháu vâng. ngoại thì vâng. Vứt về cho mình. Vâng. Thật ra cũng phải nói rằng là không có cái gì đáng phải lo cả. Vâng. Cái chuyện thứ nhất là dây bầu thì phải mang quả bầu. Mình không vâng. lo cho cháu mình thì còn lo cho cháu ai nữa. Nhiều dạ, người vâng, người ta chả vâng. có, những người người ta còn đi làm từ thiện, người ta còn nuôi trẻ vâng. mồ côi ở đâu cơ mà huống chi vâng, như đúng đây rồi. Là huống vâng. chi như đây là cháu ruột của mình, mà cháu ngoại mới thật là cháu đấy. Chứ còn cái chuyện mà đúng là do con gái mình đẻ ra mà mình, bà ngoại chắc chắn đẻ ra mẹ nó rồi đúng không? Thế vâng. xong mẹ nó thì đẻ ra cháu ngoại thì cũng chuẩn rồi, không còn có nghi ngờ gì, cháu ngoại mới là cháu xịn cháu chuẩn. Rất may trời cũng thương cháu, cho rằng ông bà còn khỏe, rồi ông bà cũng còn kiêu mang được. Không chỉ là cho ăn, cho uống, cho học, cho hành, mà còn lo đến cả tương lai sau này là có tí mảnh đất nữa. Này rồi chả chắc đâu, mình cứ lo xa thế chứ. Đời cua, cua máy, đời cái đào. Đến lúc cháu nó 17, 18, đôi mươi, nó lại vào trong Nam, nó lập nghiệp, nó làm ăn, hoặc nó lên Hà Nội, nó đi đâu đó, nó ra Quảng Ninh, rồi nó lấy vợ, lấy chồng, con lấy vợ ở đấy. Rồi nó chưa chắc nó đã cần cái mảnh đất mà bà lo cho khi bây giờ cháu mới có 9 tuổi đâu. Nhưng mà mình ở cái bậc mà làm bố, làm mẹ, làm ông làm bà bao giờ cũng tính đường xa cho các con. Thôi thế để vâng. thứ nhất là cho lòng mình nó yên tâm, nghĩ rằng cháu vâng. nó cũng thiệt thòi, bố có bố vâng. mà như không, mà có mẹ thì cũng đi lấy chồng vâng. mất rồi. Thế thì mình vâng. bù đắp, thành ra là mình lo hơi quá. Vâng.
Bây giờ thì mình cũng đừng có quá nghe cái chuyện là gia đình người ta nói cái gì. Bởi vì chắc chắn rồi, để mà được một đứa con, để mà nó trở thành con cháu nhà người ta thì phải được trông coi, được giáo dục, chăm sóc từ bé, nó mới tạo tình cảm. Chứ còn cứ bảo là cũng giống như là gọi là đi tu hú đẻ nhờ ấy mà. Xong rồi để đợi rằng mai kia nó lớn lên nó lại bay về nhà mình, nó chả bay đâu. Có đến có con ruột con thịt mà ở ngay trong nhà mà không quan tâm thì rồi cuối cùng lớn lên nó chả có tình cảm, huống chi như là lại cứ đẩy trách nhiệm cho người khác rồi mong sau này nó thuộc về cháu mình. Anh ơi, em xin anh một chút. Bởi vì là như này này, cháu bố nó thì cách đây có hơn 100 mét thôi. Nhưng mà em lai cháu đi học ấy thì suốt ngày gặp bố, gặp ông bà nội nó. Nhưng không bao giờ nó hỏi em là mà cháu đi học hay như thế nào. Nhưng em chỉ nghĩ về này, thôi bây giờ nó bỏ con mình rồi, nhưng mình con nó đây. Sao nó không bao giờ nó nhìn đến anh ạ? Em chỉ nghĩ vậy thôi, sao nhà họ đấy. Như vậy mà giờ họ cứ đánh tiếng lên lại. Em chỉ nghĩ là vậy, em đau đầu để em hỏi chương trình anh, để anh tư vấn cho em, để cho em yên lòng đi thôi, chứ còn thật ra em nghĩ cái gì hơn đâu. Vâng. Mình phải xác định thế này này. Nó đến vợ chồng nó chắc ăn ở được với nhau. Thế đúng rồi là bố thì cũng lại bỏ mẹ từ lúc mà còn trẻ danh 19 đôi mươi. Xong bây giờ nó cũng lại có vợ khác rồi. Thế xong rồi lại thấy ở phía nhà ngoại cũng lo lắng hết cho, thì thấy nó nhàn. Thế xong lại suy nghĩ đầu óc của những người gọi là cũng hạn chế nhận thức, cứ cho rằng là con mình đẩy được cho người khác nuôi cho là tốt rồi. Chỉ nhìn thấy cái là đỡ tốn cơm, mà sau này lại con mình vẫn là con mình, cháu mình vẫn là cháu mình, vẫn mang tên dòng họ này, rồi mai kia cũng cắm hương nhà này, rồi đợi đấy mà nó cắm hương nha. Thế thì, đúng rồi, cháu nó là đích tôn nhà ông ấy. Vâng, thế thì mà lại đích tôn mà đi ký gửi, thế thì này, cháu sinh ra nuôi nấng từ bé, giáo dục răn dạy mà còn chưa dám chắc đằng sau này nó nối dõi tông đường, nhiều đứa nó còn phá nát tông đường ra, huống chi như đây đẻ ra lại đi con gà lại nhờ con vịt nuôi hộ, rồi sau này nó sẽ cạc cạc chứ nó chả chiếp chiếp thế kiểu gà đâu, đúng không? Thôi người ta suy nghĩ thế nào thì rồi người ta sẽ được hưởng thế ở đời. Mình cơ bản nhất là mình được thanh thản. Con mình nó không may mắn, nó lấy chồng nó không được hạnh phúc. Nhưng thôi bây giờ thì cháu con nhà mình nó cũng có nơi có chốn rồi, mình đỡ nó đi. Kể cả như ông bà mà không có điều kiện, không khỏe, không nuôi, giả mẹ nó cũng, mẹ nó cũng phải chịu chứ. Mày đi lấy chồng bây giờ mày phải nói với cái chồng mới này là chấp nhận là mình mang cả con riêng của mình đi, chứ chúng ta làm sao mà già rồi còn sống mãi mà nuôi con mày được. Nhưng mà thôi, vì mình cũng còn trẻ, mình cũng không muốn gây sức ép cho con mình nó khổ làm gì, thì mình đỡ hơn nó. Mình cứ xác định thế này này, mình đang xẻ gánh nặng cho con mình thay vì con gái mình phải gánh, thì bây giờ ta làm tất cả cái này chẳng phải vì cháu nhà ai cả, mà chỉ vì ta san sẻ bớt gánh nặng cho con mình. Bố mẹ thương con thì đỡ cho con thế thôi, cho nó nhẹ lòng đi. Còn thì mình chưa nói được trước điều gì sau này các cháu nó lớn lên ăn đâu làm đâu, sinh sống ở đâu, lấy vợ ở đâu, nó còn phụ thuộc trước hết là vào sự giáo dục của mình ở đây bây giờ. Thứ hai nữa là thời thế nó thay đổi. Không có xác định được rồi mai kia đến lúc nó 20 lại hỏi vợ cho nó, rồi làm cho nó cái nhà ở cạnh nhà bà ngoại để thế nọ kia, không cần thiết nhé. Cho cháu nó ăn học đầy đủ đi. Cảm ơn chương trình ạ. Em cảm ơn anh. Rồi xin cảm ơn anh Đinh Đoàn.